chào quý khán giả. Hôm nay Thánh Liệu đang có mặt tại chợ Hoa ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, ngay đường Vành Đai Trong nha cả nhà. Đây những cây bông. Cái chú có hỏi chú là chủ của shop bông này hả? Đúng rồi, chỗ này đúng không? Đúng rồi con. Dạ. Chú có hỏi chú quê ở đâu? Chú quê Trà Vinh. Trà Vinh luôn hả? Dạ, cùng quê với con nha. Chú. Thì chú có hỏi cây bông này là bông gì chú? Cây này là xanh Nam Điền, hôm lục bình. À, xanh Nam Điền hôm lục bình. Cũng cây này cũng vậy luôn hả? Đúng rồi con. Hai cây này người ta kêu là lưỡng lâm. Lưỡng lâm. Hội tụ. À. Là hai con rồng á. Dạ. Thì cây này nó giá tầm bao nhiêu tiền rồi chú ha? Tới 150 triệu. 150 triệu là hai cây này một luôn cặp. Một cặp luôn á hả? Dạ rồi. Cây thưa quý vị giả, thì ai có muốn thuê cây kiện thì Tín Liệu thì không rành mấy cái cây này lắm, thì hồi nãy chú đã nói cái tên cây rồi, thì cả nhà ai mà chơi cây kiện nhiều quá thì ghé đây ủng hộ chú nha. Thì chú cũng ở cùng quê với Tín Liệu luôn là Trà Vinh. Chú ở huyện nào? Chú ở phường Tư, thành phố Trà Vinh. Phường Tư, thành phố Trà Vinh. Cây này mình trồng ngay dưới đúng không chú? Không, con cây này là chú trao đổi mai vàng á. À, dạ, trao đổi mai vàng. Rồi những cây này là cây gì chú ha? Cây này là thùng La Hán. Thùng La Hán hả? Dạ. Cái dáng này dáng phong tranh. Cây dáng này... cây là phong tranh. Dạ. Cây này giá tầm bao nhiêu tiền chú? 60 triệu. Cây này 60 triệu. Chú cha cây này đẹp quá ha. Đẹp lung lanh như rồi. Đây còn cây này à, cây này là mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Cây này giá là bao nhiêu chú? 15 triệu. 15 triệu là một cây thế này. Một cây thơm quá ha, thơm bắn ngáo luôn á. Rồi bên này là của chú luôn hay của ai? Không, của cháu khác. Cháu khác. Rồi bên này? Bên này thì của thằng cháu chú luôn. Cháu chú luôn. Dạ. Bán cây quý vị giả nào ở khu vực Bình Tân, nếu mà mình muốn chơi ma, chơi cây kiện, những cây mà quý giá mất tiền. Nói chung cây này rất là đẹp nha cả nhà, nó cũng không cao gì mấy, hai cây có 150 triệu à. Ít xỉu à. Nha cả nhà. Dạ thì ghé đây ủng hộ chú. Cái đường, cái sạp của chú bán á là góc đường Vành Đai Trong với lại đường số 1A nha. Vành Đai Trong với lại đường số 1A, cái bên đó là cái quán nhậu của tên Chim Rừng hả? Kim Cương. Kim Cương. Đó, trước mặt là Kim Cương, cái nhà xéo xéo hơn ở trước mặt. Ngay góc đường số 1A qua luôn với nhà. Và bên này thì của này của chú luôn hả? Rồi con. À, bên này là của chú luôn, của cháu hả? Ừ. Đụng ba cháu chú. Chú cha con cháu á. Con cháu à. Con Bư á. À, hello anh. Dạ. Đúng rồi con. Dạ. Bên này là anh hỏi bên này của anh hả? Dạ đúng rồi. À, anh ở đâu lên? Em ở Cái Bè Tiền Giang. Cái Bè hả? Tiền Giang hả? Dạ. Cái Bè hả? Đợi xíu nha cả nhà. Đó cả nhà. Ai cơ mà chơi cây kiện đây. Cây mai rất là đẹp như thế này. Đó. Khế nè. Ai muốn ăn khế trảo vàng thì cứ vô đây. Khế trảo vàng. Anh giới thiệu sản phẩm mình chút xíu đi. Dạ. Cho quý vị giả biết rồi, cái quý vị giả ủng hộ mình ha. Dạ. Dạ. Đây là cây khế anh. Khế này khế gì anh? Cây này là cây khế ngọt. À. Khế ngọt hả? Dạ. Một cây này tầm bao nhiêu tiền anh? Cây này hiện tại em kêu giá 45 triệu. 45 triệu. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Quý vị giả nào có muốn cần chơi khế ngọt thì mình cứ cây này đế đẹp anh. Đế thú đẹp. À. Cái bộ rễ đẹp. Bộ rễ đẹp đúng không? Dạ. Cây cũng đẹp đấy chứ không dạ. Hả? À. Cốt cành này nuôi lâu năm mà. À, khá là lâu này, cây này lâu rồi mới được như vậy nha. Dạ. À. Rồi cây này cây mai luôn hả? Cây này cây dạ, mai đúng rồi, cây mai, mai vàng. Mai vàng. Cây mai dảo bông 7-9 cánh. À, quý vị giả nào có chừng cây mai thì mình cứ... Cây này nuôi từ rồi cây nhỏ nuôi lên. À. Nuôi từ cây con quá sữa nó... Cái thân nó sữa từ nhỏ. Hay nhỏ xíu không? Dạ. Cây này giá là khoảng bao nhiêu anh ha? Cây này giá 16 triệu. 16 triệu. Quý vị khán giả nào có một Bình Tân hoặc các quận khác mà mình cần chơi mai đẹp như thế này thì mình cứ ghé sạp anh tên gì đây? Em tên Sơn. Anh sạp anh Sơn, Cái Bè Tiền Giang. Dạ. Thì đây, những cây mai bự, to, các kiểu nha cả nhà. Thì cái nhà muốn chơi loại nào cũng có. Cây kẻ, cây...
cái lộc dừng anh, cái lộc dừng, cái bông nó rất là đẹp nhé. Dạ đúng rồi, bông nó rất là đẹp, mình ra bông, ra bông cho anh. Cái này ra còn lắm, ra bông rồi hả? Dạ. Mọi người, cái này giá khoảng bao nhiêu anh ơi? Cây này giá 80 triệu. 80 triệu. Dạ. Đó với giá cái cây này 80 triệu. Giống bay đẹp, giống bay. Cái này là cây này giống cái kia hả? Dạ. Cái này là cây tùng đó. Cây tùng, tùng Đài Loan. Tùng Đài Loan. Dạ. Đó phải nhà có ai mua cái tùng Đài Loan, tùng Đài Loan, tùng Đài Lung. Tùng Đài Lung là bao nhiêu? Cây này giá 40 triệu. 40 triệu. Dạ. Cái diễn giả nào có mua gần chơi tùng Đài Loan, tùng này, tùng Mỹ gì cũng có nha. Là tùng sen gì cũng có nữa. Tùng sen cũng có nữa thì cả nhà cứ ghé chợ Xuân của phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, cái đường mà dành đây trong. Dạ. Tại vì sạp anh Tùng á cũng xéo xéo đường số 1A Sơn. Có anh Sơn chứ, đường xéo xéo đường số 1A với lại đường số 14-15. Số 14-15 của anh góc đường số 1A với lại đường Vành Đai luôn cái này. Đó. Rồi cái bên là cái Mai. Rồi em cũng cảm ơn em, chúc dạ, anh bán thật là nhiều nha. Dạ, để vừa hết xưng là mình về tay không, mình không dạ. Còn cây mai nào nữa hết. Một đi lên ba xe về, đi xe taxi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, đi lên ba xe về taxi. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ rồi. Rồi, thì em sẽ review mời quý vị khán giả giùm anh ha. Dạ. Thì quý vị, thì anh cứ nói đi, mặt hàng của anh là những có những bông hoa gì, anh hàng ở đâu lên, rồi giá cả như thế nào. Thì mình ở góc đường ô xuống máy rồi quý vị khán giả sẽ đến ủng hộ mình ha. Ở khu vực Bình Tân. Dạ, thì gian hàng của em là bán về cúc này, là cúc pha lê, còn gọi là cúc trứng, cũng người ta cũng nói là cúc liếu nữa. Mà thì một cặp thì này từ Đắk Lắk xuống, thì em bán ở gian hàng H18-19 đối diện gian hàng tiệc cưới Kim Cương đây nè. Thì mọi người mọi người cứ ghé hộ em trai nha, tại cái anh cho em cho anh hỏi một bông, một cái chậu nhỏ vậy bao nhiêu tiền? Dạ một chậu này là dao động của nó toàn mà từ 100 đến 120 một chậu à? Chậu, một dạ. Chậu như thế này 100 đến 120 là một chậu như vậy dạ? Rồi chậu ở trong này. Dạ chậu này là từ 600 đến 800 một chậu. 600 đến 800 một chậu. Dạ. Bông rất đẹp, thì mình xé cái lưới này ra nó nở lên đúng không? Dạ đúng rồi. Cho giờ nếu mà mình mua về trước á, thì mình sẽ để nó cỡ tới gần sát ngày á, cỡ ngày 26-27 là mình phải gỡ lưới ra, rồi mình đừng tưới nước, đừng có tưới nước lên cái bông. Mình không cần tưới nước nữa. Mình chỉ tưới dưới cái gốc thôi. Còn nếu mà chưa gỡ lưới á, thì mình tưới thẳng lên bông thì nó sẽ không bị gãy hay là bị tàn. Bông rất là đẹp ha, cả nhà nhìn thấy cái bông rất là đẹp. Cái này là mình chơi chơi bông thì chơi tới qua mùng luôn. Ừ, đúng rồi. Rồi anh đây bán với ai? Dạ em bán với anh ở trên Đắk Lắk xuống. À cũng là Đắk Lắk mà bán gian hàng khác nhau đúng không? Dạ dạ. Khác chỗ đúng không? Dạ. Thì em cho anh hỏi, thì em ở Đắk Lắk rồi, tôi em thấy cái thành phố Hồ Chí Minh mình có lúc mà dịch đó, trước dịch đó, trong thời dịch đại dịch mà trong xong hết thằng đại dịch này mà em về thành phố em thấy như thế nào? Có hoang mang điều gì không? Dạ thì cũng em cũng thấy hoang mang, tại vì có nghe trên báo đài có nói là đại dịch đang giảm, có chiều hướng giảm xuống. Thì cũng rất mong là mà đất nước Việt Nam mình qua khỏi tâm dịch này cũng như là toàn thế giới. Em cũng có lời hơi. Cũng cảm ơn em ha, chúc em năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, rồi bán đi lên đầy xe về hết xe nha. Dạ, dạ. Rồi chúc em và gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, em cảm ơn mọi người. Rồi thì cả nhà ơi, thì cả nhà có ai mua gian hàng của em trai này ghé ủng hộ em thì ghé đường số 1 đường Bình ở trong, cũng ba gian hàng này sát bên nhau nha, tại vì cũng ở dưới quê lên thì em cũng muốn bán cho hết hàng để mình về tay không nha cả nhà. Dạ thì cảm ơn, ráng bán cho hết nha em trai. Dạ, rồi cảm ơn người bán được không? Được anh. Đây ơi, đây ra hả? Dạ. Đủ bông rồi, sáng giờ bán được nhiêu chậu rồi? Sáng giờ hả? Sáng giờ bán được hơn 100 chậu rồi đó. Hơn 100 chậu hả? Chúc mừng nha, sáng giờ hơn 100 chậu rồi đó. Cái công ty luôn à? À rồi mấy cái mối em có sẵn vậy. À rồi anh hàng nào đâu lên? Dạ Bến Tre.
Bến Tre luôn hả? Đó, nguyên khu này của em hết. À, nguyên này khu này của anh. Dạ. Rồi anh kia bán chung luôn hả? Không, bên kia anh quen ở bên bán hai bên kia kìa. À, bởi nãy giờ kêu anh mà nói chuyện anh không dám nói. Dạ. Mình có mài cách có nói chuyện với diễn giả được xíu nào không? Được. Đây, bỏ bông xuống mình nói chuyện với diễn giả xíu đi. Kêu bảo kìa. Đây cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà có chơi bông chơi qua thì đây cái đây ủng hộ nha con chào cô. Dạ con ở bên nội thì con cô nói chuyện con xíu diễn giả xíu nha. Dạ. Con bán con sẽ review cho bông dùm cô. Dạ. Nha con đem này vô thu âm nha, được không? Để thu âm cô nói chuyện bình thường đi nó. Dạ rồi. Cô đang hỏi con bông này ở dưới ở đâu lên? À dạ Chợ Lách anh. Chợ Lách luôn hả? Dạ. À Chợ Lách lên đây nhiều ha, bông rất là đẹp. Dạ, đây dạ. Nhà mình trồng luôn hả con? Dạ nhà mình trồng anh. Dạ. Dạ. Cô đang hỏi bao nhiêu một chậu, một chậu bông như này? Dạ là 300 anh. 300. Dạ. Một chậu bông lớn. Dạ. Bự cho bà này có 300 hả? Dạ tại nhà trồng bán giá rẻ anh ơi. Ôi trời ơi, dạ một chậu bông bự cho bà này luôn. Mà có 300 ngàn à. Dạ. Còn gì tiếc nữa, 300 ngàn. Tại nhà trồng mình bán giá bình dân cho dân xài đó. Dạ. Dạ. Rồi, trời bên kia cũng có cô luôn hả? Dạ dạ của em luôn. Thôi luôn, nguyên dạng bông từ em trai từ em trai Đắk Lắk qua đây là cũng cô luôn. Dạ. Trời trời bông rất là đẹp nha. Bông tại ở dưới quê lên dưới miền Tây á. Dạ. Thì nước ngọt thì bông rất là đẹp. Dạ. Nó rồi một chậu bông rồi như thế này chỉ có 300 ngàn thôi. Dạ 300, dạ. Có lẽ mình mà làm một năm mình tiết chi 300 ngàn. Mình phải đất mà một năm mình chơi một lần đúng không cô? Dạ dạ. Đó, để mua bông đi cả nhà. Dạ. Thì quý vị giả nào ở khúc quận Bình Tân cái đơn ghé ủng hộ giùm bông đối diện nhà hàng Kim Cương nè. Đó. Đối diện nhà hàng Kim Cương luôn cả nhà. Dạ, dạ. Nãy giờ đều sẽ review một cái dọc này là cái khu gian hàng nhà hàng Kim Cương đó. Mua bông đi anh, 300 ngàn chậu, 300 ngàn để bèo luôn. Bông này là bông gì? Dạ cúc mâm xôi anh. Cúc mâm xôi. Dạ nên, dạ. Nguyên cái mâm xôi mình đưa dạ, lên. Dạ à, dạ. Nó giống như cái mâm xôi thì mình gọi là cúc mâm xôi. À con đỡ là nguyên cái mâm xôi lên mình đưa lên mình trồng đó là thành cúc chứ. Dạ rồi. Con cũng chúc lên đài xe. Dạ dạ. Là hết xe. Dạ dạ em cảm ơn dạ. Rồi dạ, sức dạ, khỏe dạ, mình thật nhiều sức khỏe để mình bán dạ. Tết rồi mình bán tầm 27-28 Tết là mình về được rồi dạ, mình dạ. Hết xong mình về nhá. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, con dạ. Chào con về. Dạ, chúc em chúc năm mới nhiều sức khỏe mà ăn phát tài phát đạt nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, cô. Rồi. Dạ, rồi. Dạ dạ. Cha cái bông này đẹp, cái mai này đẹp quá ta. Ủa mai này mai gì ta? Mai này làm một cái kiểu rất là đẹp nha quý vị giả. Không biết cây gì luôn. À con rồng hả? Mai rồng hả? Có không? Mai rồng nè. Ở trong thì ở trong này là cây gì ta? Trái tim. Có trái tim này là cục vàng. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái mai mà cái cục vàng như thế này rất là tuyệt vời. Vô trong còn bán thúng ra đẹp lắm không? Dạ hả? Ai là chủ đâu? Chủ đi ra có mấy anh vợ. À. Đó. Tôi với vợ ai mà cần một cái nhà mình mà có một cái cây mai mà có hình kim cương nè, cái này là hình vàng. Này cái này cũng là hình vàng nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Một cây mai là hình vàng luôn. Đó. Thì quý vị giả sau này có một cái con này con gì anh? Con gà. Chu cha đẹp quá ha. Này mai này ở đâu lên anh? Bến Tre luôn hả? Huyện nào? Chợ Lách hả? Châu Thành Bến Tre. Đó. Thì quý vị giả nào có cần chơi những cây mai, tại vì thường mình để trong á thì người ta đi ngang người ta không ít nhìn thấy đúng không? Thì tụi em đang lên người ta nhìn thấy người ta qua đây ủng hộ mình ha. Cây mai rất là tuyệt vời. Trời ơi. Như anh cho hỏi một cái như thế này là khoảng bao nhiêu tiền anh ấy? 200 triệu là 200 ngàn. 200 triệu. Hả? 200 triệu. À 200 triệu anh nói 200. Thưa quý vị dạ. Một cây mai như vậy nè, 200 tỷ một cây. Đó, 200 tỷ một cây. Chứ phải đâu nha. Thì quý vị nào cần chơi Tết mà mình cần lúc nào ai cũng có là cần may mắn, sự may mắn ở trong gia đình. Thì mình cứ mua về đây mình mua một con gà. Gà này gà đá hay sao anh? Gà đá gà. Nãy giờ em mình ở trên cao cao á. Cái mồng. Cái cửa đâu ai? Cái cửa cũng đây. Cửa sao hả? Đạp gì đó đi. Mình để cái để cửa khác mình vô mình vô cho nó đá.
đó. Đây cả nhà ơi, cái mai đây rất là đẹp ha. Một cây là 200 hết anh. Một cây 200 là con cây bên này. Cây thế này là có 300 ngàn triệu thôi hả? Rẻ rồi hả quý vị hả? Một cây bự vô ải nè mà đem lên tới tận Sài Gòn luôn có 300 triệu à. Trời ơi, rồi nếu mà người ta muốn thuê chân ở trong công ty hoặc nhà người ta được không? Không thuê, không cho thuê bán. Không cho thuê. À. Vừa cái chỗ này luôn. Rồi lừa cây gì luôn. Mà mình chợ đem về tới nhà luôn không có, mình có bao ship không? À không, không bao ship. Không có bao ship. 300 triệu. Đây thưa quý vị, một cây mai gốc này gốc mấy? Gốc 60 vành. Giá chỉ có 300 triệu thôi quý vị ơi. Thấy không? Bự quá trời bự luôn. Thì cái mùa cây bên này cây nãy chắc 500 không? Đúng không? Cây là 500 triệu nè, thấy không? Liệu đó đâu quá xa, đây kia nhỏ hơn 300. Vành này vành 120. 500 triệu nha. Mai này sao nó lạ dữ ta? Không phải mai này, không phải mai. Hả? Cây vàng Pháp. Cây vàng Pháp hả? Tài liệu không biết như thế này. Đây. Cái nhà có ai muốn chơi mai mà có hình kim cương nè, hình vàng, hình con rồng và hình con gà, con vịt. Thì đó thì mình cứ ghé đây ủng hộ cho gian hàng này nha. Gian hàng này ở dưới thành Châu Thành, Bến Tre đi lên. Tại vì cái gian hàng của ảnh là đối diện cái nhà hàng Kim Cương thì cửa luôn nha cái nhà. Đây qua bên đây không biết còn cái gì nữa ta. Đây cây nhỏ nhỏ không mà cây này rất cái sướng quá. Cây này cây gì ta? Cây này cây gì đẹp quá ta? Bonsai hả? Có chơi đặt lon nữa không? Hả? Bán được không anh? Cũng lấy rai. Lấy rai hả? Cái này anh hỏi bông gì hả? Địa lan anh. Địa lan hả? Mình nhớ nói như là bông lan vậy hả? Dạ địa lan thì ở miền ngoài. À, anh cho mở bao cái hàng gian hàng mình ở đâu lên? Mình thì ở gần đây. À, gian hàng của anh gần đây. Nhà gần đây đúng không? Đúng rồi, quán gần đây nè. À, trời. Bán cho ông anh. À, bán cho mình. Anh cho hỏi một cây thế này một khoảng bao nhiêu tiền ha? À, 1 triệu tư anh. Một cây như thế này là 100, 1 triệu 40 ngàn. Ố lộn, 1 triệu 400 ngàn. Mình vô chậu mà. À, vô chậu là 1 triệu 400 ngàn. À, để cho xài lâu dài. Mà xài bao nhiêu lâu nó mới héo? À, khoảng tháng mấy á. À, một tháng mấy nó mới héo một cây bông như thế này. Đúng rồi. Đó, nó ra ngoài thật ăn. Rất là đẹp mấy cái nhà. Thì cái nhà có ai chơi lan ở trong có cây lan nữa kìa. Dạ, cái đó Mokara. Mokara hả? Lan Mokara hả? Dạ đúng. Một cây nhiều tiền không? Hai cây bên đây mỗi cây 2 triệu rưỡi á. Một cây dưới này một cây 2 triệu rưỡi hả? Dạ. Mình có giao hàng tận nhà luôn không? Dạ có, anh mở hàng giúp cho em mấy chồng Mokara. Đó cả nhà ơi, ai có mua chơi lan thì anh này anh bán lan rất là đẹp. Thì mình mua cái lan này là mình mua về tới tầm 29 tới lên thành nở luôn đúng không? Dạ thì nở cứ nở đây ra vậy, tại cái này rất là bền. À liên biết mà lan. Dendro. Dendro phải không? Dendro nắng hay Dendro gì? Dạ Dendro thường vỏ mình treo á. À thì này, nó ra bông hoài luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nó ra bông hoài luôn đúng không? Dạ dạ. Cái này thì nó một tháng mấy nó mới tàn hả? Dạ dạ đúng rồi. Lan này lạ quá ha, em mới thấy năm nay được, năm nay nó mới thấy á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Năm nay mới có chứ mọi năm đâu có đâu. Dạ nhập ở ngoài vậy. À. Rồi em chúc anh năm mới buôn bán được nhiều sức nhiều khách nha. Dạ dạ. Rồi tầm 27 28 tới là hết lan được rồi mình về. Dạ. Nha. Dạ. Em chào anh nha. Dạ dạ. Dạ. Thì đây là hình những nãy giờ mình cũng xem bông sơ ba. Thì bữa nay mình tới đây là mình kem hàng gỗ nha cả nhà. Đây chu cha con này giống tôi nhỏ nè, giống anh nhỏ thịt luôn á, thiệt á, thấy không? Con chó nè, này con gì ta? Châu. Hả? Châu. Con trâu kìa em, này con chó trắng biết trục quần biển quần nè, thấy không? Trắng biển quần luôn mà chịu không nổi. Con này là con cá sau đây thôn mới vậy ta ngồi nè. Hello chú, bán được không chú? Bán được chú bán. Dạ. Bán chưa? Được hả? Thì ra chú vậy? Dạ. Lần đi coi chút nha. Dạ. À, thì
Và cái nhà qua đây xung quanh những cây cây chậu kiện của chú đó đẹp, chú cái cây này chậu đẹp, cây đẹp quá, tự làm hả chú? Vâng, tự làm. Tự làm luôn hả? Vâng, tự làm. Này, này ở đâu lên chú vậy? Ở Sài Gòn, ở anh quận 12. À, nó quận 12. Vâng. Rồi đem lên đây bán. Được chưa? Hả? Một, anh chú cho con hỏi một cái chậu đẹp như thế này là khoảng bao nhiêu tiền chú vậy? Đây là khoảng 24 triệu. Một trái 24 triệu một là cặp. Một cặp 24 triệu. Vâng. Cặp này với cặp đó là 24 triệu. Vâng. Rẻ vậy? Vâng. Chà. Nhà sản xuất được. Nhà sản xuất đồ luôn. Vâng. Ngon lành. Cây này cái gì? Cây gõ. Cây gõ hả? Vâng. Mình gõ vô là người ta gọi là cây gõ hả? Cây gõ. À, ý là mình gõ vô là nó cây. Cây gõ. 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 Bán đồ đây luôn. Vâng, vâng. Đây con bán cho. Này à, này gõ gì chú? Đây là xác xì. Xác xì, xác xì. Xác xì hả? Một một bịch như thế bao nhiêu tiền? 10 ngàn ạ. Bịch có 10 ngàn đó hả? Rất là thơm đúng không? Để con xe rồi đó. Dạ. À. Thơm quá. Bé đó sao đó? Bự bự cái này con cốc nè, cốc này rất là đẹp nè, cốc này cốc cốc trời phải không cô? Cốc cẩm hả? Cốc cẩm cẩm hả? Một con một ông như thế này là bao nhiêu tiền chú ơi? 35 triệu. Một ông như thế này là có 35 triệu thôi. Ừ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi cái này hàng này là có cái gì hả? Cái này là cái gì? 25 triệu. Một cặp. Một cặp là 25 triệu. Một cặp cái này có 25 triệu thôi. Rẻ vậy? Đẹp quá ha. Đẹp là mình thấy đẹp được nè. Lung linh luôn á. Nhìn vô thì có chú có nhát vàng ở trên không? Sao nó lung linh vậy? Ờ, nó lung linh nhát. Vậy rồi, đây mà có nhà, nhà vô đây coi những sản phẩm của chú. Đây, chú review sản phẩm của chú trước đây, mời quý vị khán giả vô ủng hộ chú. Được, ok. Rồi nha. Rồi, ok. Chú vui vẻ quá. Để con đeo này vô để nó tư âm, để chú có mời quý vị khán giả vô đây ủng hộ cho chú như thế nào. Vâng, vâng. Rồi. Đây, đây là con chó ơi, con chó phải không chú? Vâng, con chó. Nãy giờ con cũng nói con chó, con ngựa không hả chứ? Vâng, con con ngựa nó cắn biết nó là vàng luôn. Vàng, vàng, vàng. Vàng, vàng. Vâng, đây cái này là bạn con này. Vâng. Bạn con. Chú đưa hỏi một con như thế này là bao nhiêu tiền ấy? Cái con này là khoảng 1,2 triệu. 1,2 triệu một con. Vâng. Một sản phẩm làm ra từ gỗ, chỉ có 1,2 triệu một cái thôi. Nha. Rất là đẹp, cắn rau vàng luôn, con chó cắn rau vàng, rất là tuyệt vời. Đây là con này là ông cốc, đây gọi là ông cốc. Gõ gõ gì chứ ấy? Cái này cũng gõ, cũng gõ luôn hả? Vâng, mình gõ vô là người ta gọi là gõ gõ. Đây là như trà đấy, mình thấy trà trà này uống nè, đúng rồi cả nhà. Đây là con cu, ấy da kẹp đó. Này, đây là con gà. Tại vì cửa hàng chú ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Vâng, chú bán mua non. Dạ. 25 triệu. 25 triệu một sản phẩm như thế này. Con gà cao 80. Cao 80, nặng bao nhiêu chú ấy? Nặng khoảng 30 kg, hơn 30 kg. Này khoảng 40 kg ạ. Hàng nên đẹp nhỉ. Hàng Sài Gòn luôn. Nhà đây này, gà trống này. Đây là cửa hàng Đại Kết. Cửa hàng Đại Kết nha cả nhà. Nè. Ngô Công sư phụ. Đây là Ngô Công. Ở trong núi nó xuống. Bữa nay Ngô Công đi qua đây để dòi chợ bán nha cả nhà. Đó Ngô Công. Không biết sư phụ nằm đâu nữa, nãy giờ kiếm sư phụ bà kiếm thấy. Nằm cây ông Kim Phúc. Ở đây con mèo. Con gà kia mới đẹp này. Con gà kia sắc đẹp lắm. Mèo đẹp, gà kia sắc đẹp. Có cốc mốc đẹp đẹp này. Nè đẹp quá cái nhà rồi đó, cái nhà thấy không? Mèo làm như thế này, nè, nó làm một cái sản phẩm như thế này nghĩ khá là lâu. Có lên trang mạng không? Dạ. Có lên... Dạ có. Lên cái chương trình gì đấy? YouTube chú. Facebook á? YouTube lên TV á. TV á? Dạ con gọi lên YouTube mà. À con gọi cũng đẹp à? Dạ. Đây cả nhà. Một con ngựa. Một con ngựa như thế này khoảng bao nhiêu tiền hả chú ơi?
Trời này 25 triệu. 25 triệu sao con gọi cái gì mà sao nó. Cái này là cái gì vậy? Chim. Đây là con chung này. Hồi nãy nó gọi cái bụng cho nó trôi. Giờ nó cục. Dạ. 25 triệu một sản phẩm như thế này nữa nè. Đây, một cặp này với một cặp này chứ 25 triệu. Một cặp như thế này nè. Ô, hết luôn nè cả nhà. Rất là bự nha. Nó 25 triệu một cái thôi. Một cặp luôn. Đó. Thì nãy giờ cả nhà cũng thêm những sản phẩm chú rất là đẹp mắt. Đây. Đây là ngựa ba con. Không biết là tivi gì? Tivi gì đó, lấy tivi á? Nghe cả nhà. Tivi gì? VT1 hay VT3? Nghe nhà thấy không? Một con ngựa nè. Một con ngựa kéo đầy vàng vô nè. Ba ông này là ta gọi là sao ta? Không rành nữa nè. Đây ngựa kéo vàng nữa nè. Thì tính nhất mình phải chưng những con này ở trên vàng. Dùng mà qua tới mình cũng chưng được. Nè, bạn làm việc của mình rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Ngũ mã phía đâu? Ngũ mã phía đâu? Dạ. Đây nha ơi. Những bình bông nè, nó làm sản phẩm ra thế này rất là lâu đây. Một con ong cốc rất này tầm 50 triệu á. Một ong như thế này là khoảng 50 triệu như thế này. Chú con này khoảng nhiêu tiền chú ơi? 75 triệu. À, nãy con giới thiệu có 50 bao giờ nó 75 triệu rồi. Có 75 triệu đi. Một con như thế này có 75 triệu. Con gà này cũng 75 triệu. Gà này nguyên bộ luôn 75 triệu hả? Vâng. À, rất là rẻ nha cả nhà, một con gà. Bay 75 triệu. Một bay gà này có 75 triệu nè, hai con gà nè. Gà này sao không có đuôi? Dạ. À, con không có đuôi. Gà mới là không có đuôi. Con thường chú nhổ lông nó hết rồi chứ. Giờ lông. Chú có nhổ lông nó không? Không tính. À trời. Ôi, gà này gà trống hả? Vâng, gà con này nó ham ăn nè, hai con này nó đủ. Ở đâu? Hả? Ai lon này nhỏ xíu rồi nó ham ăn, con này ham ăn quá. Dạ. Dạ. Số số hả? Con số này số mấy? 15 chuột. 15 con gì? Chuột. Con chuột hả? Chuột. Có con sư tử không? Có con gà được không? Hả? Có gà 200. Con tạo bao nhiêu tiền? 10 triệu. Một tạo bao nhiêu tiền? 100 ngàn. 100 ngàn, 10 tạo bao nhiêu? 10 tạo 100. 100 tạo là bao nhiêu tiền? 100 triệu. Lấy 2 tạo được không? Được. Bán 2 tạo đi. Còn thiếu môi trả tiền. Rồi, đợi nhà chú Tám lấy. Rồi, cách đúng. Tám mấy tiền trên tivi đấy. Bà nhà chú Tám mấy tiền nha. Chứ giờ đây không có tiền. Tôi không hiểu. Có hai tờ là nhiêu? Mày nói như thế nào thì sao? Mấy nào chúng số? Tivi không? Hả? Nó lên bằng cái giường không? Cái giường bè. Rồi. Đồ đẹp như vậy. Rồi, cảm ơn chị nha. Mình lo qua lấy tiền. Rồi. Rồi chào cả nhà. Thì nãy giờ cả nhà cũng xem sản phẩm con voi nè. Chú voi đi làm tiền nguyện đó. Đồ đi chờ cá này cho em sao. Cảm ơn cả nhà ơi. Đâu rồi, lỗi mất tiêu rồi. Nằm yên đó đừng đi đâu á. Rồi rồi. Rồi. Thì cả nhà cứ có cần mua những gỗ mà chân tay tết. Hẹn mua nhà theo em. Cả nhà cứ ghé đây ủng hộ giùm nha. Con em đây theo là sao được? Chú này chứ chú gian hàng chú tên gì chú có thể giới thiệu với lại mọi người. Cửa hàng tôi là gian hàng tôi là đại kết gỗ đúng không? Những gian hàng gỗ thủ công mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ gỗ. Rồi con cảm ơn chú nha, chú bán thật là nhiều khách nha. Vâng, cảm ơn. Rồi con chào chú. Rồi chào chào mọi người. Cảm ơn quý cô chú đã theo dõi từ nãy giờ. Liệu xin chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý chú khán giả trong và ngoài nước đã luôn luôn ủng hộ cho tụi em. Có thời gian ở chung tới nơi rồi tụi em cũng muốn đi review cho quý khán giả xem những
ngày xuân của ở Việt Nam chúng ta và sau cái ngày xuân của trận đại dịch như thế nào nha cả nhà. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo là tập 4. Bye bye và hẹn gặp lại.